nóng. Cơ hội sở hữu xe Mui Trần Hồng miễn phí cho anh em trong hộp bốc thăm mới Play Together. Một hộp bốc thăm nóng hổi vừa được ra mắt mang tên Queencard tỏa sáng với nhiều vật phẩm, trong đó nổi bật nhất chính là chiếc xe Mui Trần Hồng tím kiểu dáng hiện đại và hấp dẫn nhất trong hộp này. Mỗi bước đi đều tỏa ra hào quang nổi bật và sự tự tin luôn là cách mà Queencard gây ấn tượng khi họ xuất hiện. Chính vì thế xe Mui Trần tỏa sáng sẽ thích hợp với những anh chàng và cô nàng như thế. Với tông màu hồng kiêu sa, xe Mui Trần tỏa sáng chính là phương tiện mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Thiết kế được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết như đời thực và sẽ bao gồm hai chỗ ngồi. Cùng lắng nghe âm thanh di chuyển của xe nhé! Vào ban đêm, toàn bộ thân xe sẽ phát sáng với hiệu ứng giải ngân hà và đèn xe sẽ tự động được bật sáng. Đi kèm cùng với tận 6 ống bô, chính vì thế mà tốc độ mà xe Mui Trần tỏa sáng thuộc dạng những phương tiện tốc độ cao hiếm hoi trong hệ thống phương tiện của Play Together đó nha. Đặc biệt, khi sử dụng phương tiện này, bạn có thể zoom nhỏ mép và ngắm đảo Kaya thu nhỏ từ trên cao. Đã nhắc đến Queencard thì trang phục luôn phải được các cô nàng lựa chọn kỹ càng. Với một chiếc áo lông và váy hồng kèm một đôi giày Queencard tỏa sáng thu hút mọi sự chú ý từ đầu đến chân. Và phải thể hiện cả phong cách của riêng mình lên chiếc mũ nồi và mái tóc bóng mượt thì mới có thể gọi là Queencard được. Đến với nội thất, toàn bộ nội thất của hộp bốc thăm chủ đề được thiết kế với tông màu hồng đậm. Với cảm hứng được lấy từ căn phòng sang chảnh của những cô nàng, sofa tỏa sáng cực ngầu và giá treo áo hẳn sẽ gây ấn tượng đối với những bạn mê màu hồng đó nha. Bạn thấy sao về hộp bốc thăm Queencard tỏa sáng? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn chơi vui!